cua trước cái gì. Cá chấm nữa. À, đen anh bung ô luôn. Xong. Đầu tư. Tằng hắn nữa là nghi rồi. Tằng hắn nữa là nghi rồi. Em mến chào cô chú anh chị và các bạn gần xa nha. Em mến chào cả nhà nha. Tranh thủ những ngày hết nước sổ, hai chồng em đi thăm gặp cô kiếm thêm thu nhập cô chú anh chị ơi. Mời cô chú anh chị mình cùng xem cùng theo dõi hôm nay hai chồng em ra vuông thu hoạch dính cua được nhiều không nha. Chưa chưa anh hỏi đi em dính chưa chứ. Rồi. Rồi em chuẩn bị em xuống vỏ em xuống phát. Dính cho đàng hoàng cho quang xuống. Cho quang xuống hả? Cho quang xuống. Rồi, ok đã, em xuống đi. Rồi. Hồi tối em có giăng lưới không em? Có anh. Có anh chút mình gái mình thăm lưới luôn nha. Giờ thăm gặp cô ơi, thăm lưới kiếm cá ăn buổi sáng luôn ở nhà ơi. Kiếm cua trước cái gì. Con cá gì em? Con cá phi anh ơi. Trời ơi, vô con cá phi kìa. Ú quay luôn. Hôm nay gặp mà nó dính cá phi. Con cá phi quá trời ngon luôn. Ôi ui, lạ mày ăn cá phi nè chị. Cá này nó lạc tay lái hay gì nó sắn vô. Cá này cá mái phải không anh? Cá chấm. Cá chấm hả? Ừ. Ủa cá chấm hôm nay nó dính cá phi vậy? Vô thao, vô thao nghi quá anh. Hả? Ủa cho nó xuống giò anh đi chứ vô thao xem nghi quá vậy. Rồi rồi. Anh trả bọc mồi cho em. Em đổi mồi anh. Anh thay mồi đó hết đi. Thả cá này xuống giò. Cho nên chắc ăn. Chắc ăn chứ để thả. Có viên cá. Giang ra cái uổng lắm à. Lạc tay lái phải không? Bây giờ mình lạc tay cho nó có lạc tay lái lại nữa không? Kiếm con lạc tay lái nữa hả? Kiếm con lạc tay lái nữa nè. Má Thiệm nói gì? Em nói là đủ kỉnh. Trời trời. Ta kỉnh chứ bộ. Ôi dính nữa kỉnh ơi, dính lưới kỉnh ơi. Sáng vô đồ sớm hả? Ngốt kìa. Đó, 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 thấy không? Em bơi từ từ lại cho anh thử thử thích. Ồ, dính cá rồi. Đó. Anh ấy nó ngớp à. Cá nó nhỏ mà nó ngớp cỡ đó. Nó dính lưới thì nó phải ngớp thôi em. Ê, mê chưa thấy nó làm. Em chuyền dầm anh bơi tiếp. Để ngớp đi, để ngớp vô thao nằm. Cho nó vô thao đi. Vô thao. Còn con nào đó. Ồ, đằng đó nữa kìa anh ơi. Còn không? Còn. Rồi rồi, để đi anh bơi vào đây. Anh thả xuống đi. Ồ, con đằng đó tiếp bự. Em phân dài dài đó rồi có anh nè. Để kiếm dậy con vô hai chồng mình nè. Rồi, cá đằng đó chắc bự, cá đằng đó. Bữa sáng, con cá đằng này nó đang kỉnh nằm luôn. Ô, cá bóng. Cá bóng bỏ luôn đi. Để cho cua nó. Cho cua nó hửng xoáy đi. Ô, anh ơi, con cá này nó đen. Cá chấm nữa. À, đen anh bung ô luôn. Cá này nó đen còn dữ dằn luôn. Ô. Mẹ được mấy cá này là thấy đủ ăn buổi sáng rồi đó. Bỏ đại thao đi. Anh chống lại đầu tay lưới bên kia đi. Để cái cá này xuống đây cho chắc ăn. Tiếc em để dành em đặt lờ đó. Lờ kiếm thêm thu nhập đi tính gì tính hả? Kiếm thu nhập cái đi tính. Mấy khúc này anh thấy con cá đâu rồi? Đằng kia. Chưa tới hay gì em? Ê đó 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 khúc đó. Ồ, vậy đằng kia này, còn dính nữa. Lưới này khổ quá mà dính cũng còn dính quá ta. Đằng đó con nữa. Lưới này bén quá. Em mua 5 phân rưỡi nè mà nó dính đây không có cá bự. Cái này vừa tầm đó.
đó đằng đó nó ngớp kìa, ô hai ba con. Ờ này có cá. Tưởng là cái nước này dục rồi chứ ai sợ nay. Thăm trước cái đi về thăm vơi vô móc vô thăm lờ luôn. Cá chỗ này chắc bự em. Áo cái đầu nữa nè. Cái gì đây? Ô con cá mái à. Cá phi nữa rồi. Yếu. Con cua cho em cái này. Đó chứ anh tưởng bở nghe, ngày hôm qua dính con cua gạch đó nghe. Ta lưới này gì? Ta lưới này nè. Ngày hôm qua giá kiện dính con nữa mà nó dở lên á, nó hụt á. Em coi vàng đó dính không? Còn nữa gì em? Còn anh. Ở đâu rồi? Không phải. Cá. Nhiều cá này nè, ấm được buổi sáng rồi nè. Nhờ có cái trong vuông mình có sẵn, mình bắt lên mình làm món ăn cũng đỡ tốn kém cô chú anh chị ơi. Chứ nhiều ra mua cũng vài chục ngàn rồi nha. Cua em bé anh ơi. Em bé hả? Em bé. Giờ con cua này em thả luôn. Cua đó em thả lên, nhỏ. Này chắc mới vô mà chưa kịp ăn mồi nữa bị phát hiện rồi. Ai mà mới đi. Cái đó xa xa cái lờ ra đi. Em đặt đó thì em chống ngược qua bên đây đi để nó gướng anh cái gập. Chống ngược à. Đó, tiếng gừng đó là em bơi thẳng luôn đó. Này đổi tay anh đặt cây nó ra thế nào đây? Anh đặt là tịch hơn heo nhiều rồi. Ào. Nó là này trong giấc. Ủa, nặng quá vậy? Trời ơi, nó dính sình. Dính sình nó chỗ này. Hụt mồi. Thế nó trong giấc anh nói nghi nó dính này chứ. Ừ, em cũng nghi này nó dính. Trời, cục mồi trời bánh nện luôn, nó vô nó nhâm. Cái heo tôi cục mồi hết trơn, cái này nè. Ta ăn ngộ thiệt chứ. Mồi mà lột ra dục nghe một cái bấm. Quá xa cục mồi bự mà. Quá xa cục mồi về đặt bên đây. Nó cái gặp trước mặt em. Hai cái nha, cái xem mừng cái coi. Có tinh thần động lực coi. Ừ, có tinh thần động lực cái đó. Có được động lực coi. À thôi. Rồi được con cua y vậy. Cái này thì lụm được rồi. Ngộ thiệt chứ, thật mà yêu cầu dính cua bự cua nhỏ gì không biết mà vô yếm vuông rồi em phái. Phái cua yếm vuông hả? Phái yếm vuông. Có một sừng lên đây cả nhà ơi. Em đặt qua mé sau lưng em được để bơi nó khỏi dính. Ừ, cỡ ngập gì được. Nước à. Chế vô mấy con cá ăn thôi. Còn sống. Em đầu tư. Tính em đầu tư em đặt gặp hết luôn hả? Đầu tư đặt gặp em lấy tiền trước rồi đó. Ồ, dính miếng lá bự quá anh luôn. Dính lá hả? Dính miếng lá. Ờ, miếng lá của em này, miếng này bự à. Miếng lá bự. Rồi, được con cua nữa. Ồ, thấy miếng lá chưa? Y nữa em ơi.
Đấy, cái nào nó dính miếng lá gì đó. Còn có cái vừa nó quất còn có cái xương con cá bóng không? Hai em mày đã nghe. Hai em mày đã nghe, có được hơi bụi sinh chất rồi đó. Có tươi tươi vậy đó. Hai ba em nữa là tươi dữ luôn. Còn đời người ta phát hiện rồi. Hai ba em nữa là năm em phải không? Mồi quá mồi luôn. Cua nào nó không vô lợ thì nó cũng ở ngoài nó có mồi nó ăn. Vậy chứ cái mồi cá bóng đặt nó nhạy hơn đó anh. Cá bóng thì còn gì của nó anh. Bóng là nó ngon rồi. Mồi mỡ, mồi da heo nó cũng ngon. Anh nhớ mình đặt bữa mình đặt mồi da heo không? Mồi da heo chứ. Nó lần đầu tiên anh thấy em đặt luôn. Đâu phải ai cũng biết được cái bí quyết đó hả? Anh. Bí quyết à? Đâu ai được biết được cái bí quyết đó, người nào cũng biết hết đâu. Dính cua là e vậy nè. Thấy gì chưa? Đây. Miếng lá này nó cũng bự quá. Còn cũng khá là bự đây. Chịu đời anh ơi. Còn nữa anh ơi, đường còn dài anh ơi. Ơi. Rớt vô cái mấy con kia giật lên rồi. Rồi, con nào nó tém hết con này cái me hay gì. Tém kêu biết kêu biết. Treo rồi. Me hả? Tằng hắn nữa là nghi à. Tằng hắn nữa là nghi à. Anh ơi, mà quá anh ơi. Con này mới ngon nè. Nó đang đưa ớt cái đưa tự nó giấu ớt nó vô nó đưa cái mũ lên. Ồ con cua này nè. Nó cũng hép hép đồ lại hả? Ừ. Trời, dính cua bự làm nhẹ nhàng đồ dữ vậy ta. Phải nhẹ chứ anh cưng nó như con trứng vậy đó. Cái năng liêu nó để nó rụng hai cạn cái rồi à. Cua bà lớn nó rụng cạn cái nóng dữ trời lắm. Nóng mà. Tức là đỏ mặt đó chứ không phải chơi đâu. Cái tức đỏ mặt là hiểu rồi đó phải không? Đỏ mặt là hiểu rồi đó. Thì qua. Tội hướng. Cột bự vậy cho em cái nữa thôi, con nào mấy điều chi. Nhỏ cái anh với cái cua nữa dài điều điều có nè. Thơm lại à. Chứ à. Trời ơi, thơm như mít vậy anh ơi. Ơn cua. Ơi. Em nữa. Một chảng có ba bữa nay. Chỗ này ba cái đều dính hết ha. Ừ. Dính nguyên một la phanh luôn nè. Trời, chơi bắt luôn hả? Con cua này anh ơi. Ôi, con này cua này nó ngon. Con cua này mà một cái luộc một cái thôi vô. Mấy con cua nhỏ là thả vô nghe cọc cọc, con cua bự bắt bỏ nhẹ nhẹ lên nghe. Tại nó quấu cái ngoe nó không chịu nhả kìa. Anh sợ giật giật hồi. Nó tiêu cái vàng cái uổng của em lắm mà anh. Ồ. Sợ nó thành cua giạc ha. Thành cua giạc anh biết kiếm con cua anh biết em mừng dữ lắm không?
mình hết lớn luôn hả? Cái này thấy có tương lai không đây? Có tương lai là còn miếng mồi. Tương lai là miếng mồi còn chi tinh. Ê, cô bỏ game ơi, em. Đâu ra thế nào mà cho nó ra được anh? Đâu cho nó ra dễ dàng vậy hả? Ra dễ dàng với em đâu. Rồi tới đây là mình sao đây? Tới đây mình hết gặp nha. Mình bơi về nha. Tới đây hết gặp mình bơi về. Kết quả thăm gặp cua tới nay được 2, 4, 5 con. 6 con mình thả hơn con em. 5 con cua xứng đáng. Bữa nay hơn hôm qua 1 con phải không? Hôm qua được 4 con, bữa nay được 5 con. 6 con bữa nay hơn qua 2 con. 2 con mà mình không bắt được, mình không tính anh. À, tóm lại là hơn được con phải không? Ừ. Giữ được nhiều cá thì cô chú anh chị ơi. Hai chồng em mới vừa đi thăm gặp cua vô. Được một ít cá với một ít cua, đây em tiễn hàng cua nè. Hàng cua chắc nhất đây cả nhà. Hai con cua này mà luộc một cái nè, nó ngon cho anh thấy nè. Rồi luộc. Giùm lấy một ít tôm nữa kìa. Còn cá em để dành em đặt lờ cả nhà. Rồi mấy con tôm, cá tôm được rồi nè. Rồi, nhà em luộc. Luộc cua với tôm làm kiếm tầm buổi sáng nhà ơi. Wow, cua chín này. Điểm tâm sáng của gia đình em thì cua tôm luộc chấm với muối tiêu chanh, bỏ miếng ớt cho nó cay cay nha. Sáng hai chồng em đi vuông tôm lờ với tôm lú, bắt được ít cua tôm, giờ đem lựa một ít cua ngon, cua chắc này với tôm về luộc chấm muối tiêu. Điểm tâm sáng mời cô chú anh chị cùng dùng với gia đình em nha. Đây, mình thưởng con tôm trước đi em. Thưởng chừng trước con tôm. Cảm ơn mẹ. Wow. Em mời cả nhà mình cùng dùng điểm tâm sáng cùng gia đình em nha. Cũng mời bà cô chú dùng điểm tâm sáng gia đình con nha. Rồi, 2, 3, vô. Ba cái gầu. Ba cái gầu. Nhìn con tôm rất là hấp dẫn. Chấm với muối chanh ớt này một cái nữa thì thôi luôn. Thôi rồi. Thôi rồi, được mươi. Ăn tôm luộc là phải ăn gì nè, ăn bút nguyên gì đó mới đã. Sáng đang hơi đói đói nữa, ăn cái này nó còn gì của. Cua này nó chắc, cua này chắc thật kỳ chắc không. Sáng ăn cái này rồi xong rồi còn ăn cơm nữa là còn gì bằng hay mẹ. Ăn đi con. Để đem hở cái muỗng rồi. Này cho gõ tiếp. Nấu luộc hồi nãy nó vừa có cạn nước cái nó hơi là có cái mùi thơm thơm. Thơm thiệt nè. Thơm thơm đó chứ, nó mẹ đứng mẹ canh chứ không là nó muốn hơi khác khác á. Nó nói chuyện đây anh gõ anh ăn xong cái càng cua nó không ai. Giật lại chứ dễ à. Cảm ơn. Nó chắc nhỉ. À, cua này hai hết cua. Biết cua. Cua này là thịt là tới da luôn. Ăn đi con. Ăn mạnh dạn vô đi. Ở quê em thì cua này mình ăn mình không có tốn tiền mình mua nha cô chú anh chị. Ở nhà mình có vuông nhà có sẵn nha. Cua tôm cũng vậy. Có sẵn nên ăn rất là bạo, ăn mạnh dạn vô.
Nói chung là không ăn cua thôi, ăn thì mình lựa cái con ngon ngon, cái chân dài con là mình ăn nó cũng quá khá là thấm thía luôn nè. Cua thì biết ngon. Hồi đấy là được cái me này nó cũng da thịt luôn. Me này kia béo ngấy à. Béo ngấy luôn hả? Béo ngấy. Cái me béo ngấy luôn kìa. Anh muốn ăn cái me béo ngấy mà không biết còn cái me béo ngấy không. Em kiếm cho anh cái me béo ngấy này đây. Em ăn cua mà không có ăn gạch được cả nhà ơi, nên ăn cua là bắt ông xã em gỡ gạch ra chứ. Ôi ôi con này nè con ơi. Ôi. Con ý là con cái con cua đực nè. Mà nó gạch cá này nha cả nhà. Đây, đổ nước ra luôn. Hết biết gạch. Nè con ăn con này nè, nhớ đời luôn nè. Đó thấy không? Bẻ hai bên đó. Thấy không? Dạ. Em tay mình ăn là mình lấy con cua ra cái một phải sạch như vậy. Không còn miếng nào luôn. Nó thơm hết biết luôn cha. Gạch thơm thấy không? Dạ. Đâu phải là thơm, tại mẹ luộc á con. Nhờ mẹ luộc á hả? Ờ, mẹ luộc á. Mẹ con hay lắm chứ ơi. Hay gì ha, hay lắm. Mẹ luộc mà tới cha làm giống một cha một lắc thì ăn được cua thơm. Thì cuộc sống vùng quê em biết những gì thì em chia sẻ nấy nha cô chú anh chị. Gia đình em mến chúc cô chú anh chị mình xem video vui vẻ nhé. Bây giờ còn ăn đó là xong rồi. Hôm nay em xin phép video đây và gia đình em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã dành thời gian theo dõi và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào video tiếp theo nha. Hẹn gặp lại cả nhà mình video sau nha. Hẹn gặp lại bà cô chú vào video sau nha.